Xin chào các bạn, mình là Thủy, năm nay mình 50 tuổi, nhà mình thì cũng gần đây thôi, ở Kim Mã. Đích đến đây của mình là mình muốn thay đổi hình thể. Mình là người từ 70 cân cách đây 2 năm, và sau một thời gian thì mình có đi tập aerobic. Và khi mình tập luyện aerobic, mình thấy rằng nó không khả quan, và mình đã tìm đến phòng tập gym Ecovip, và mình tập được 8 tháng và mình đã giảm xuống còn 53,5 cân. Mình cảm thấy rất là tự tin khi mà mình giảm được số cân, và thấy đấy là một điều đã thay đổi một cách ngoạn mục. Cái sự mới một môi trường ở Ecovip là tập gym trong lành, rồi với đội ngũ cán bộ công nhân viên rất nhiệt tình, đã làm cho mình cảm thấy có một sự đam mê, và để có thể nhanh chóng thay đổi được hình thể. Và bây giờ mình thấy mình rất tự tin khi mình đứng trước mọi người cũng như là mọi công việc.